Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn là cây tiêu trúc Việt. Đây là cây tiêu trúc của Việt Nam. Mời các bạn quan sát. Về hình thức thì nó được làm từ cây trúc Bắc, cho nên sẽ có màu vàng óng như thế này và có nhiều đốt. Đấy, khác hoàn toàn với lại cái cây trúc tím của Trung Quốc thì nó màu đen. Đây, như cây trúc tím của Trung Quốc ở đây thì nó là màu đen. Còn đây là cây trúc Bắc của mình. Về cơ bản về hệ nốt của nó thì cũng gần giống với cây sáo sáo lỗ của mình thôi. Ở đây là tông đô, nhưng của nó lại là giọng đô trầm, nghĩa là thang âm là C4 ấy. Còn cây sáo chúng ta, sáo đô chúng ta thường dùng sẽ là C5. Thì nó cùng là tông đô nhưng cây này nó trầm hơn rất nhiều. Hệ thang âm, hệ nốt trên cái cây này thì đây là cây tiêu 8 lỗ. Nó sẽ có thêm nốt dê thăng và son thăng. Cách thổi thì xét về căn bản thì cũng giống với lại cây sáo của chúng ta thôi, tuy nhiên là nó sẽ khó hơn và âm được đánh giá là hay hơn. Hay nếu mà nói chính xác ra thì cái âm của cây tiêu này nó trầm hơn, buồn hơn, và nhiều người sẽ mô tả cái âm thanh của tiêu được mô tả là có cái âm trầm u uất hơn. Thì lát nữa tôi sẽ thử chạy qua một vài đoạn cho các bạn nghe âm thanh. Cách thổi thì được xuất phát căn bản như là cây sáo nhưng nó sẽ khó hơn nhiều. Các bạn sẽ cần phải tập mất một vài ngày để làm quen với cách thổi và cách đặt môi, vì nó sẽ đặt môi vào cái miệng như này chứ nó không phải đặt ngang. Đấy, có lẽ như vậy nó sẽ chúng ta sẽ cần phải tập lại một cái mới lạ hơn. Cái cây này là cây tiêu bát khổng 8 lỗ. Một số người sẽ gọi theo cái cách Việt hóa hơn thì là gọi theo hệ 611, có 6 lỗ phía trước, một lỗ ở hông và một lỗ phía sau. 6 lỗ phía trước, một lỗ ở hông và một lỗ phía sau. Hệ 611 nó cũng như cây sáo thôi, nó sẽ có thêm nốt dê thăng và son thăng, tuy nhiên âm thì trầm hơn rất nhiều. Đấy, chúng ta có những cái vỗ ngón này nghe nó rất là uất. Cây tiêu này là gắn liền với hình ảnh trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc và nổi tiếng đó là nhân vật Hoàng Lão Tà. Thì đây mới chính là cây tiêu. Nhiều người cứ nhầm với cây sáo dọc là cây tiêu thì không phải. Cây sáo dọc nó nhỏ hơn và nó thường sẽ có cái tông là đô C5, đô sẽ cao hơn. Còn đây là cây tiêu nó tương đương với giọng đô trầm C4, âm rất trầm và cây tiêu thì rất to và dài. Trong phim kiếm hiệp người ta sẽ dùng những cây này làm ngoài để làm nhạc cụ, người ta còn làm hung khí. Sau đây chúng ta chạy thử với một beat nhạc quen thuộc nhé. Beat Tây Phương Ngũ Quốc chúng ta vẫn thường nghe với cây sáo đô C5, còn bây giờ sẽ chạy với đây cũng là tông đô C4. Oh,
ngoài những cây không trang trí như thế này thì theo yêu cầu nhiều bạn là không trang trí, thì sẽ có một số cây là được cuốn cước dài ngắn thì có thể linh động, nó chiều dài của nó mặc định sẽ là 75 cm, chúng ta có thể tăng lên tầm khoảng 80 hoặc có thể ngắn hơn một chút là 70, thì tùy theo sở thích và yêu cầu của các bạn. Thì cái đây cây này cuốn cước, tuy nhiên là ngắn hơn một chút, âm thì vẫn thế thôi, ngắn hơn một chút, nhưng mà đoạn đuôi này thì chúng ta có thể cắt nữa lên đây cũng được. Đây là 6 cái lỗ đinh âm thì chúng ta có thể cắt lên đây vẫn không sao, đoạn sau này chỉ là để nó dài thêm thôi. Vừa rồi là tôi mới tự sáng tác rồi nhé. Vâng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.